bạn nhỏ. Hôm nay con có muốn làm việc cùng ba không? Yeah! Làm việc cùng ba, ôi thích quá đi. Mình và ba là tuyệt nhất đây, xem này. Nhìn kìa ba sửa chữa mọi thứ. Đi làm với ba rất tuyệt. Sửa xe, xâm 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 xâm. Sửa xe, xum 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 xum. Nào mình hãy sửa xe với nhau. Đã xong rồi. Sửa xe, xum 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 xum. Chúng ta làm được rồi. Giờ xem bên trong này thế nào nhé. Sửa xe với nhau, nó đây rồi. Sửa xe, vroom 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 vroom. Đúng rồi. Thật là tuyệt. Giờ mình kiểm tra cần gạt mưa nhé. ở đây báo hết rồi này. Mình phải xử lý thôi. Làm việc cùng ba, ôi thích quá. Squeeze, 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 squeeze. Sửa cần gạt nước. Squeeze, 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 squeeze. Nào mình hãy sửa xe với nhau. Đã xong rồi. Sửa cần gạt nước. Squeeze, 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 squeeze. Đợi đã. Ta cùng sửa nhá. Làm việc cùng ba, ôi thích quá đi. Mình và ba là tuyệt nhất đây, xem này. Nhìn kìa ba sửa chữa mọi thứ. Đi làm với ba rất tuyệt. Sửa đèn xe, bling 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 bling. Sửa đèn xe, bling 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 bling. Sửa xe với nhau, nó đầy rồi. Sửa đèn xe, bling 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 bling. Làm việc cùng nhau, ôi thích quá đi. Mình và ba là tuyệt nhất đây, xem này. Nhìn kìa ba sửa chữa ô tô kìa. Đi làm với ba. Các con có biết câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ không? Hãy cùng nhau kể câu chuyện này nha các con. Quàng chiếc khăn màu đỏ lên nhé. Rồi cô bé đi gặp bà đang ôm. Cầm một chiếc giỏ ở trong tay. Cô bé sẽ đi qua khu rừng. Cô bé quàng khăn đỏ vào rừng thôi. Đi nào đi. Rừng ta cần phải quan sát, không nên nói chuyện với người lạ. Khi cô bé đi qua khu rừng, cô ấy đã gặp một con sói xấu xa. Chào người bạn bé nhỏ, bạn đi đâu? Cần người giúp không nào, bạn đi đâu? Đừng nên nói chuyện cùng người lạ nhé.
chúng ta sẽ đi gặp bạn của mình. Cậu bé quàng khăn đã vào rừng thôi. Đi nào, cẩn thận nhé. Đi trong rừng ta cần phải quan sát, không nên nói chuyện với người lạ. Con sói xấu xa rất ồn ào, nhưng cô bé quàng khăn đỏ rất thông minh. Và cô ấy biết rằng không nên nói chuyện với người lạ. Nhìn xem xe này đi nhanh lắm, nào lên đây mình cùng nhau đi. Đừng nên đi theo người lạ em nhé. Không nên đi theo người lạ đâu em. Cô bé quàng khăn đỏ vào rừng thôi. Đi nào, cẩn thận nhé. Đi trong rừng ta cần phải quan sát, không nên nói chuyện với người lạ. Sói xấu xa muốn đi cùng với cô ấy, nhưng cô bé quàng khăn đỏ biết là điều đó không tốt. Nhìn xem tớ là một người tốt, bạn ơi chúng mình cùng nhau đi. Đừng nên đi cùng người lạ nhé. Xin lỗi sói nha, bạn không thể đi cùng. Cô bé quàng khăn đỏ rất thông minh. Cô ấy không nói chuyện với người lạ và đến nhà bà một cách an toàn. Quàng chia khăn màu đỏ lên nhé. Rồi cô bé đi gặp bà đang ôm, cầm một chiếc giỏ ở trong tay. Cô bé đã đi đến nơi rồi. Cô bé quàng khăn đỏ vào rừng thôi. Đi nào, đi nào, cẩn thận nhé. Đi trong rừng ta cần phải quan sát, không nên nói chuyện với người lạ. Không nên nói chuyện với người lạ đâu. Chào mừng các bạn đến với hội chợ rau xanh. Các bạn có thể ăn thử tất cả các loại rau ngon. Nhìn này các con, những quả cà chua đỏ và ngon cho gia đình bạn. Có rất nhiều loại rau xanh tươi ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều rau con yêu ơi, con sẽ có sức khỏe. Cà chua trông thật là tươi ngon đây, ăn ngay thôi, ngon lắm nhé. Hãy ăn thử nào con yêu ơi, cà chua rất tốt con à. Là mọng nước. Yum yum, cà chua thật ngon. Oh, đi theo mẹ nào. Ăn thử cà rốt tươi ngon của chúng tôi nào. Có rất nhiều loại rau xanh tươi ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều rau con yêu ơi, con sẽ có sức khỏe. Cà rốt trông thật là thơm ngon đây, ăn ngay thôi, ngon lắm nhé. Hãy ăn thử nào con. Cà rốt thật ngon. Ngon quá. Súp lơ, hãy ăn thử súp lơ. Có rất nhiều loại rau xanh tươi ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều rau con yêu ơi, con sẽ có sức khỏe. Súp lơ thật là thơm ngon đây, ăn ngay thôi, ba rất thích. Hãy ăn thử nào con yêu ơi, súp lơ rất tốt. Súp lơ thật ngon.
Các bạn sẽ thích điều này đấy. Yeah, đi nào. Hãy xem này đó ngon lắm nha. Hẹn gặp lại các bạn. Các con có muốn uống nước chanh không? Đồ chơi ở kia hãy cất chúng đi. Khi các con chơi xong nên dọn ngay. Làm cùng nhau nào con sẽ rất nhanh thôi. Chơi làm chân ba rất đau. Khi các con chơi nên xếp gọn gàng nha. Làm theo lời ba hãy cất chúng đi. Con ơi mau mau dọn dẹp nhanh nào. Mình cùng nhau cất những khối xếp hình. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Đến giờ ăn trưa rồi. Ôi nóng nóng quá. Nhìn xem đồ chơi quần áo khắp nơi. Các con hãy mau dọn dẹp ngay. Làm theo mẹ và ba cất chung đi thôi. Cất đúng nơi nhé các con à. Mình cùng nhau sắp xếp gọn gàng. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Nhìn con kìa. Nhìn xem đồ chơi ở khắp nơi. Con yêu hãy mau dọn dẹp ngay. Làm theo mẹ và ba cất chung đi thôi. Cất đúng nơi nhé con yêu à. Mình cùng nhau sắp xếp gọn gàng. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Đồ chơi, đồ chơi ở khắp nơi. Nhanh ta hãy mau dọn dẹp ngay. Đồ chơi, đồ chơi ở khắp nơi. Nhanh ta mau cất chung đi nào. Mình cùng nhau sắp xếp gọn gàng. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch sẽ. Giỏi lắm các con yêu. Thật là vui. Quá.
Này bé John, ba có bất ngờ cho con đây. Là một đoàn tàu mới. Đoàn tàu nhiều màu sắc xinh đẹp, con yêu ơi, hãy xem này. Đoàn tàu nhiều màu sắc xinh đẹp, lắp ghép cùng ba con ơi. Được rồi con yêu, xem chuyến tàu này hoạt động thế nào nhé. Chúng ta hãy học một số màu sắc nhé. Màu đỏ ở đâu hãy đi tìm, con yêu ơi, hãy đi tìm. Mình cùng suy nghĩ ngay nào, xem màu đỏ ở đâu. Con đang làm rất tốt bé John. Nó kìa, con xem có phải màu đỏ không? Hey, ai đã lấy bóng đỏ của mình rồi? Tốt lắm bé John, con đã tìm thấy bóng màu đỏ. Nhìn kìa, quả bóng đỏ đang đi trên chuyến tàu. Xe ô tô, chiếc máy bắn chật đều có màu đỏ tươi. Bây giờ, con hãy đi tìm những thứ có màu xanh lá cây nhé. Tuyệt vời! Toa tàu màu xanh lá kìa. Thìa màu xanh lá cây này đang đi trên chuyến tàu. Chỉ màu cùng với khối xếp hình đều có màu xanh đây. Vậy còn những đồ vật màu vàng thì sao? Làm tốt lắm, giờ chúng ta có toa tàu màu vàng. Nhìn kìa, chiếc bát vàng đang đi trên chuyến tàu. Đồ chơi và những chiếc gối này đều có màu vàng tươi. Còn màu tím thì sao? Ồ, con đã tìm thấy màu tím rồi này. Kia là toa tàu màu tím kìa. Dây nhỏ màu tím đây rồi, đang đi trên chuyến tàu. Bạch tuộc và viên bi đều màu tím này con yêu. Đợi một chút, đó là bóng đỏ của anh phải không? Kia có phải cái thìa xanh lá của mẹ không? Này, đó là dây tím của chị. Tìm màu xanh dương nào, em yêu ơi, mau đi tìm. Mình cùng nhau nghĩ xem nào, màu xanh dương ở đâu. Nhìn kìa, chiếc mũ rất đẹp, đang đi trên chuyến tàu. Và